Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Nga rất là may mắn. Tại vì hồi sáng này mình định đi chợ để mua đồ ăn thực hiện cho cái buổi ăn trưa của mình, và đem theo để mà đi làm mà mình ăn uống á. Thì mẹ mình mới gọi điện thoại là đã mua đồ ăn cho mình. Thế vậy là mình đã tiết kiệm được tiền, không phải chi tiền. Nhưng món mà mẹ mình mua nói là hôm nay mẹ mua được mua cho con tôm và mua với giá trên đây bữa nay nó rẻ. Nên mà Nga mới nói là ở dưới chợ bên chợ Nguyễn Tri Phương thì giá nó mắc tầm khoảng là 180-190 một ký. Nên Nga nói là hôm nay mua được khoảng chừng cỡ 140 một ký tôm. Và Nga nói ăn tôm thì thông thường mình thấy rõ ràng tôm nó có nhiều món lắm, nào là tôm lăn bột chiên nè ha, ăn thì cũng ok nhưng mà nó sẽ ngán. Tôm hấp dừa, tôm rang muối, tôm rang me, tôm luộc, rồi tôm hấp bia, nhiều món lắm. Rồi Nga mới nói thôi bây giờ mình sẽ làm một món gì nó lạ lạ. Thế là Nga trong đầu Nga ý tưởng nảy ra. Tại vì Nga nghĩ rằng hồi đó đến giờ thì mình đa số mình ăn nhiều món tôm nó không có gì lạ lạ hết. Bây giờ mình sẽ chế biến khác. Nga sẽ chế biến ra một món, và món đó là chính là món tôm xào cà ri. Rất đơn giản, rất dễ làm. Tại vì sao Nga nghĩ ra món đó? Tại vì lúc trước Nga ăn món mực xào cà ri, gà xào cà ri ha, hoặc là gà nấu cà ri á, thì bây giờ Nga thấy là rõ ràng món mực xào cà ri á nó ăn rất là bắt cơm. Tại đó Nga mới nghĩ ra là thôi bây giờ mình không làm món tôm như mận những món kia hàng ngày mình ăn hoài, mình lấy món tôm mình sẽ làm món tôm xào cà ri, và Nga sẽ thực hiện cái món đấy. Các anh chị và các bạn có thể theo dõi cái món đó Nga sẽ thực hiện. Và Nga nói là phương châm của Nga khi nấu ăn là phải là tiết kiệm thời gian, và món đó mình làm thì theo Nga nghĩ cỡ tầm khoảng chừng trong tầm chút phát cỡ 10 phút là các anh chị, hoặc là đến 15 phút là các anh chị có được món tôm xào cà ri. Và Nga sẽ bắt đầu tiến hành. Trong quá trình là tiến hành, nếu như các anh chị thấy cái món đó ok hay không ok, và có cái sự gì các anh chị thắc mắc, các anh chị có thể viết cái comment ở dưới cái video này, hoặc các anh chị thích thì các anh chị có thể click like, hoặc hơn nữa thì các anh chị có thể đăng ký để xem những cái món kế tiếp Nga sẽ được tiến hành và Nga sẽ chia sẻ với các anh chị. Và bắt đầu Nga vô bếp Nga tiến hành món tôm xào cà ri, và các anh chị cùng xem nhé. Chúng ta bắt đầu. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay thì Nga sẽ làm một món mới. Đó là một món rất là gần gũi và rất biến tấu một chút xíu. Đó là món cà ri tôm. Thì tất nhiên món cà ri tôm thì đầu tiên mình phải cần có tôm. Nga sẽ làm nửa ký tôm ha. Rồi kế tiếp là Nga sẽ có hành lá và củ hành tím, củ hành trắng. Rồi tất nhiên là không thể thiếu cà ri ha. Mình sẽ một bịch cà ri, sả và ớt. Đây, điểm qua gồm có tôm, rồi hành tím, hành lá cắt ngắn, ớt, sả và cà ri. Và bây giờ Nga sẽ thực hiện khâu băm sả trước. Thì sả mình phải băm nhuyễn ra thì mình mới dùng để xào qua, và sau đó mình sẽ chuẩn bị làm tôm vô. Rồi bây giờ Nga sẽ băm sả cây, hoặc là mình sẽ có thể mua sả cắt khúc.
công đoạn bầm nhuyễn được tiến hành, còn tiện nhất là bỏ vô máy xay. Còn không có máy xay thì mình phải bầm. Nấu cà ri là bắt buộc phải có sả, là lấy gốc sả. Yes. Rồi, bỏ nó ra một góc. Để kế bên cái thằng hành đi cho nó dễ dàng. Bây giờ mình bỏ vô kế bên. Rồi, xong. Ha. Rồi, cho mấy anh tôm vào. Mình sẽ cho mấy anh tôm này vào nha. À, bây giờ tôm mình sẽ đi tỉa lại cái đầu nó một chút xíu. Nhớ rửa sạch. Trong lúc tôm đi rửa thì mình sẽ làm xả, mình sẽ đập dập ra. Ồ, mình sẽ đập dập nó ra để cho lát hồi bỏ vô ấy nó sẽ ngon, nó thơm. À, và bây giờ Nga sẽ cắt cái trái ớt ra. Mình cũng bầm ớt sẵn hết đi, lát hồi mình chỉ việc làm thôi, không phải mất công nhiều. Mình cho một trái ớt hiểm. Tùy, nếu như nhà mình có ớt hiểm mà nhỏ quá mà nó cay thì mình cho một trái, còn không cay thì mình cho hai trái. Rồi, bây giờ Nga cũng để ớt vô kế bên đây luôn cho nó gọn ha. Mới để vỏ không ai bỏ vỏ đi. Và Nga đang cắt tôm đây khỏe. Đây, khâu cắt tôm của Nga. Mình sẽ xử lý các em tôm này rất đơn giản. Cắt chút xíu cái mỏ nó thôi. Để cho cái đầu tôm nó không có đâm. Em để kế bên đây luôn, cắt một chút xíu. Rồi bây giờ cắt nó gần xong rồi. Thế này là nửa ký tôm. Cái này là nửa ký tôm. Bữa nay tôm 180 ký. Rồi. Ha.
Ơi khoan, nghe quên nha, còn lột củ hành nữa. Lột củ hành trắng để lát hồi mình bỏ vô cuối cùng. Giờ này lột củ hành ha. Rồi mình lột sẵn rồi mình đi rửa mấy cái chỗ dơ này. Rồi xong. À, khoan, ý, chờ một chút xíu mình sẽ lấy đầy đủ nguyên vật liệu rồi mình trộn nó vô. Và mình cũng chuẩn bị một chút tỏi để mà mình lát hồi mình xào, mình phi xào luôn. Rồi bây giờ bỏ trước vô ha. Rồi bỏ gốc. Không làm nó nguội. Rồi bây giờ mình sẽ nêm vô tôm. Mình chỉ lấy một phân nữa, chút hai. Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng. Ha. Rồi. Kế tiếp là mình sẽ cho chút tỏi. Lát hồi mình sẽ xào là xào sả. Bây giờ mình cho chút tỏi, củ hành lá để vô xào. À, ớt. Thêm chút hành lá để nó lẫn lộn không sao. Rồi. Kế tiếp, mình sẽ bỏ cà ri. Bỏ cà ri vô. Rồi sau khi mà nãy mình bỏ tỏi, bột nêm với lại ớt vô, bây giờ mình cho một chút xíu đường vô, một muỗng cà phê, rồi mình bỏ cà ri vào trộn. Rồi mình bỏ cà ri vào trộn, cái phần còn lại mình sẽ cột và nhớ cất trong tủ lạnh. Rồi bây giờ mình sẽ trộn nó lên. Mình để chút xíu mình bế đi xào cái này lên. Rồi bây giờ bắt đầu chuẩn bị xào. Và khi đấy để mình cắt luôn củ hành. Chuẩn bị củ hành cắt ra luôn cho nó gọn. À, và củ hành mình sẽ cắt ra để lát hồi khi gần chín mình sẽ bỏ vào luôn. Bây giờ củ hành cắt ra nha. Cắt sẵn ra hết tất cả mọi thứ. Thông thường thì cà ri mình sẽ làm cà ri mực, nhưng mà bữa nay mình làm món cà ri tôm. Cà ri gà thì bình thường rồi. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ đi xào. Rồi bây giờ chảo mình bắt lên, mình bếp nóng. Bỏ một chút dầu vào. Chờ chút xíu. Đủ rồi. Chờ chút xíu mình sẽ xào sả. Bỏ chút sả vô. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ sả vô. Mình xào. Mm-hmm.
xào cho vịt xả vàng lên. Rồi bây giờ bỏ tôm vào. Wow, thơm quá. Dặn lửa hơi lớn chút xíu. Mình cho một chút xíu đường vô, lát hành tình có nước nữa. Xíu mình cho một miếng nước vô. Tôm rất là màu chín, khoảng chừng cỡ tầm 5 phút là chín rồi. Rồi bây giờ cho củ hành vô. Rồi mình cho củ hành với hành lá vô. Vào lên cho củ hành chín. Cho chết chút xíu nước thôi. Tại vì nó cho tại củ hành vô nên nó cạn nước, nên mình phải cho chút xíu nước để cho củ hành nó chín. Rồi bây giờ mình sẽ đổ ra dĩa nha. Mình sẽ gấp ra dĩa. Tôm đã chín rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi. Rồi tắt lửa. Giờ mình sẽ gấp ra dĩa. Mình sẽ dắt cái dĩa tôm.
Rồi, trong mặt cho múc nước vào, múc nước sốt cho tôm vào, chèn vô. Thế là mình đã có món cà ri đây tôm. Là món cà ri tôm đã thực hiện tầm khoảng trong vòng 10 phút là đã có món này. Và bây giờ thì các bạn có thể dùng bữa với món cà ri tôm ăn với cơm rồi chút salad cà chua, thế là mình được một bữa ăn ngon. Và mời các bạn ăn.